những vật liệu giản đơn như chiếc que, tờ giấy nhỏ và một vài cây bút màu, các bạn sinh viên tình nguyện trong đội hình tiếp sức mùa thi đã làm nên những con hạc hay chiếc thuyền xinh xắn như thế này đây. Tỉ mỉ viết từng dòng chữ chúc các sĩ tử thi thật tốt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, các bạn sinh viên tình nguyện ở cụm thi trường Trung học Phổ thông Tân Phong, quận 7 và trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, mong muốn tiếp lửa tinh thần cho thí sinh thực hiện bài thi thật tốt. Trước hết là về tinh thần, thì trước khi vào mỗi giờ thi thì tụi em đều đứng trước cổng trường và cầm những cái tấm bảng hiệu để giúp cho tinh thần các bạn bình tĩnh hơn. Tụi em ngoài ra tụi em cũng còn phát nước, phát bánh, sau đó thì tụi em cũng có làm những cái vật như thế này để đưa những lời chúc lên đó, lời chúc lên tụi em để gửi đến các bạn trong cái mùa thi đại học năm nay. Theo tụi em nghĩ thì là con hạc là một cái điều may mắn, nó cũng có thể giúp các bạn có ý nghĩa là bay cao bay xa. Ý tụi em muốn nói đến đây là bay đến một chân trời mới, đó chính là môi trường đại học, giúp các bạn cấp 3 thi sẽ thật tốt. Ngoài hạt ra thì tụi em còn có lực làm những cái que gỗ, trên đó tụi em cũng sẽ ghi những cái lời chúc để gửi đến các bạn vào ngày mai, những cái bạn thi môn xã hội. Ngoài ý tưởng thực hiện những đồ vật dễ thương, các bạn sinh viên còn sáng tạo thêm những chiếc que để trống để các sĩ tử có thể viết nên suy nghĩ hay điều ước của riêng mình cho một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Sáng sớm là tụi em có mặt ở đây lúc 5:30, thí sinh đi thi rồi tụi em có thể phát nước để cho các bạn tiếp sức về mặt vật chất cho các bạn. Tụi em làm những cái que như vậy là để tiếp thêm tinh thần cho các bạn với mong muốn là các bạn có thể hoàn thành tốt cái kỳ thi đại học cao đẳng của mình. Và đồng thời tụi em có chuẩn bị một cái cây que riêng là để trống để các bạn có thể ghi lên cái quyết tâm cũng như cái mong muốn của mình trong kỳ thi này. Ngoài những cái que này thì tụi em còn có chuẩn bị cẩm nang, nước hoặc là vài cái bánh, cái bản đồ để mà giúp cho các em có thể thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Ví dụ như cũng có nhiều em ở trường khác á, đến thì sẽ biết đường đi, rồi phụ huynh ở ngoài chờ không biết gì những gì về cái quy chế thi hay gì thì tụi em sẽ tư vấn. Món quà nhỏ, tấm lòng to của các sinh viên tình nguyện sẽ là động lực không nhỏ cho các thí sinh hoàn thành tốt chặng đường. Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn, you can do it!